Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo điện tử VOV, hiện nay áp thấp nhiệt đới cách Quảng Ngãi khoảng 170 km, cách Đà Nẵng khoảng 230 km và vẫn đang mạnh lên. Để chủ động phòng tránh, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện gửi các đơn vị về công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Công điện của Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ, để chủ động kịp thời ứng phó với áp thấp nhiệt đới, đối với hoạt động vận tải trên biển từ Quảng Bình đến Phú Yên, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam chỉ đạo hệ thống Đài Thông tin Duyên hải thường xuyên theo dõi chặt chẽ, cập nhật, xử lý ngay thông tin và thông báo kịp thời vị trí, diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm. Trong đó, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định từ vĩ tuyến 13,5 đến 16,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 109,0 đến 114,5 độ Kinh Đông, và trong 48 giờ tới là từ vĩ tuyến 14,0 đến 17,0 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 112,0. Vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam được yêu cầu chỉ đạo các cảng vụ hàng hải và cảng vụ đường thủy nội địa liên tục theo dõi diễn biến hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để thông báo và hướng dẫn tàu thuyền biết khi cấp phép cho tàu rời cảng. Đồng thời, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, kể cả tàu vận tải, tàu du lịch, để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. Các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tại bến, nhất là khu vực neo đậu quanh các đảo. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có lệnh. Đối với công tác ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, chủ trì phối hợp với các sở giao thông vận tải, các lực lượng chức năng của địa phương, tổ chức trực, phân luồng giao thông, cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí bị ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở. Bên cạnh đó, kiểm soát giao thông, chủ động điều tiết giao thông, cũng như cấm đường tại các vị trí nguy hiểm như ngầm tràn, cầu, phà, trên các tuyến quốc lộ, trong vùng chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Kiên quyết không cho phép người và phương tiện đi vào những vị trí này nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông cho người, phương tiện trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt các khu vực đèo dốc trên các tuyến quốc lộ trọng điểm. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, bố trí máy móc, thiết bị, vật tư và nhân lực ở những vị trí trọng yếu, thường xuyên bị sạt trượt để chủ động khắc phục, đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu việc khắc phục hậu quả mưa lũ và đảm bảo giao thông phải đảm bảo an toàn cho người, thiết bị thi công và các hạng mục công trình. Đặc biệt, chú ý các hạng mục thi công tại khu vực dễ bị sụt trượt, các công trình ở miền núi hay có lũ đột xuất. Trong đó, tập trung kiểm tra, rà soát ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất, bảo đảm an toàn các công trình, an toàn dân cư trên các tuyến quốc lộ được ủy thác và các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn quản lý. Có phương án bố trí phương tiện, thiết bị để kịp thời hỗ trợ người dân đi qua các khu vực bị ngập lụt. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày 25 tháng 9, địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa lớn và dông, lốc làm tốc mái tôn nhà dân ở một số địa phương như thành phố Huế, huyện Quảng Điền, Phú Vang. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, trên địa bàn phường Thuận An, thành phố Huế, dông lốc đã làm tốc mái tôn 35 ngôi nhà, khiến 3 người dân bị thương, đang điều trị tại trạm y tế phường. Lực lượng Bộ đội Biên phòng địa bàn đã cử hơn 20 chiến sĩ, phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại lập lại, gia cố mái nhà chắc chắn hơn. Các địa phương khác đang khẩn trương thống kê thiệt hại và cử lực lượng xuống địa bàn hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Dự báo thời tiết nhiều vùng trên cả nước có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, báo Lao động thông tin. Lưu ý, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Nam gió mạnh cấp 3, cấp 4, giật cấp 6, cấp 7. Riêng vùng ven biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ nay đến hết ngày 28 tháng 9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm. Riêng Nghệ An, Hà Tĩnh có nơi trên 450mm. Đại diện Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, với lượng mưa như trên, nguy cơ xảy ra lũ quét ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp rất cao. Đặc biệt, do hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, không loại trừ khả năng có những điểm mưa dồn dập, cường độ mưa lớn theo thời gian ngắn gây ra lũ quét và sạt lở đất rất đáng báo động nên cần phải theo dõi. Ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mưa lớn đang trải dài từ Hà Tĩnh đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên. Đây là những khu vực nhiều khe núi nên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Sáng sớm nay 26 tháng 9, áp thấp nhiệt đới đã đổ bộ. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, miền Trung tiếp tục mưa xối xả. Báo VTC thông tin. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 25 tháng 9 đến 2 giờ ngày 26 tháng 9 có nơi trên 100mm như Hương Trạch, Hà Tĩnh 194mm, Hóa Thanh, Quảng Bình 188,2mm, A Lưới, Thừa Thiên Huế 115mm. Tại trạm đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cù Lao Chàm, Đà Nẵng, gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng và Lý Sơn, Quảng Ngãi, gió giật mạnh cấp 7. Vùng ven biển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng, gió giật mạnh cấp 6. Lúc 4 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 39 đến 49 km/h, giật cấp 7, cấp 8. Áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo đến 10 giờ cùng ngày, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h trên khu vực Nam Lào. Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng, bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm và Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Trên đất liền, trong sáng 26 tháng 9, vùng ven biển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, sâu trong đất liền gió giật cấp 6. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ nay đến 27 tháng 9, Trung Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm. Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có nơi trên 150mm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm. Có nơi trên 120mm. Từ nay đến 28 tháng 9, Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, có nơi trên 450mm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.